Thì mấy bữa trước mình có bắt con rắn là mà nhỏ quá cho nên hũ không có làm gì hết, về hũ nướng luôn, hũ mặn xong rồi hũ bỏ đó. Đây là con cô cá lóc, mấy bữa trước hũ đi xịt các bạn. Ở dưới quê thì đa số là đi bắt cá bằng xịt các bạn, kích cá các bạn đó. Thì vợ hũ có làm được mớ khô cá lóc mà ăn hết rồi. Đây là con cuối cùng của hũ nè, hũ nướng. Hũ sẽ nấu cháo trắng ăn với cháo trắng với bạn. Thì nướng khô này mình phải nướng với than vậy nó mới ngon mấy bạn. Để lửa than cũng nướng à. Hũ chờ rồi lửa than nãy giờ, giờ không mới nướng. Rồi lúc nhỏ mấy bạn hũ thường hay ăn khô với lại cháo trắng ăn với khô á, mà do lâu lắm rồi hũ không có ăn lại món này. Với lại hôm nay cũng là ngày đặc biệt của hũ bạn, hôm nay là sinh nhật của hũ á, cái tự nhiên hũ nhớ lại hồi xưa, nhớ lại tuổi thơ với bạn. Thì cái nhà cũng không có cái gì ăn hết, mà cũng sinh nhật của hũ cũng không có làm gì hết với bạn. Mới lạnh ra thấy còn khô cái hũ mới nghĩ đến cái món cháo trắng nè, hũ làm hũ ăn là hũ cũng review nữa với bạn. Do bây giờ cũng đang dịch bệnh đó cho nên là hũ cũng không làm sinh nhật, cũng không làm gì hết bạn, cũng không có gì đặc biệt hết. Và nhớ có những năm thì có bạn bè có anh chị rồi tổ chức cho mình với bạn, rồi mình cũng đôi khi mình cũng nhớ lại những cái kỷ niệm đó, mình nhớ lại tuổi thơ, nhớ lại lúc xưa các bạn. Thế bây giờ tự nhiên cái hũ cũng nhớ lại cái món lúc nhỏ hũ hay ăn đó, món cháo trắng với khô với bạn. Đó thì việc ở dưới quê với bạn nhiều khi kiếm cá cũng nhiều á, mình ăn không hết á, bắt đầu mình làm khô mấy bạn, mình để dành mình ăn dần, những lúc mà mình không có gì ăn á thì mình sẽ lên ra mình ăn. Giờ con khô của hũ nó thơm quá trời thơm mà cũng sắp chín rồi. Than quá trời than luôn, nóng quá trời nóng mau chín. Muốn khác này nè. Mấy cái phần này lát nữa mình sẽ cạo ra mấy bạn. Đen đen này nè. Con khô này vợ mình làm á, vợ mình không có chẻ cái đầu á bạn, vợ mình chưa biết làm khô á nên là nhìn con khô nó không có được đẹp, đẹp mắt lắm. Chứ bình thường mình làm khô mình sẽ chẻ cái đầu này ra, mình banh nó ra, nhìn con khô nó đẹp lắm mấy bạn. Trời ơi, đang nướng khô này tới nghĩ cái nồi cháo trắng nữa mà đói bụng quá. Không biết mấy bạn sao chứ thì mình là những lúc mà mình bệnh, mình mệt mỏi, mình không muốn ăn cái gì mấy bạn, cái mình lạc miệng á, thì thường hay bệnh là mình sốt, mình không muốn ăn gì hết, cái bắt đầu mình thèm cháo trắng mấy bạn, có miếng khô ăn mặn gì này ăn rất là dễ ăn. Tôi nói nhìn cái màu nó hấp dẫn chưa, chín dữ lắm rồi. Theo hũ hồi là nướng nãy giờ là được rồi đó, nhưng mà hũ sợ vợ hũ, tại vì vợ hũ kỹ lắm, ăn uống là phải chín thiệt chín mấy bạn, nên là hũ sẽ nướng thêm tí xíu nữa. Đây khô của mình chín nè mấy bạn ơi, đây là cái nồi cháo của mình nè mấy bạn, nở ra nè. Hũ nấu từ cơm luôn mấy bạn, như thì trưa ăn cơm còn á thì hũ tận dụng lại hũ lấy cái nấu cháo luôn, không có nấu bằng gạo mà vẫn trắng vẫn ngon nè. Nở ra giờ hũ đây đây, hũ chờ vợ hũ dỗ con ngủ rồi, hũ vợ chồng ngủ cùng ăn nha mấy bạn, coi như là ăn bữa tiệc tối mừng sinh nhật của hũ. Để có hai vợ chồng cũng ấm cúng nè mấy bạn, con hũ cũng ngủ rồi, giờ hũ với vợ hũ ăn mấy bạn. Bây giờ hũ ăn trước để vợ hũ quay cho hũ á. Cái khô cá lóc á mình nướng khô mày nhà mình trộn với gỏi xoài ăn rất là ngon lắm nè.
hủ sẵn tay hủ xé ra cho bà hủ luôn đó mà. Mình ăn với cháo, mình cầm miếng nhỏ nhỏ mình ăn. Con gái mình đã thấy. Ăn không? Cho trắng không? Ăn hàng khô. Chiên khô không? Không siêu được. Không chai. Ngon quá, thơm với mặn. Mặn mặn. Đi. Đây là đêm ngày 10 tháng 8 các bạn, năm 2021. Hôm nay là sinh nhật của Hữu mà thật sự năm nay là một năm đầy khó khăn với bạn. Nước mình đang bị dịch không quá là trời, một năm này thật sự đầy khó khăn. Bắt đầu Hữu nhớ lại hồi xưa các bạn, Hữu cũng khó khăn vậy, cũng thường xuyên ăn mấy cơm luộc như thế này nè, ăn mấy khô vậy các bạn. Cho nên là cố làm cái clip này để đầu cá để chia sẻ niềm vui của Hổ đến tất cả mọi người, cũng như là Hổ trò chuyện với mọi người. Hổ á, mời tất cả mọi người ăn khô với Hổ nha, gái Hổ rơi con. Cháo nóng mới khô mặn mặn ấy nè, thật sự ngon dễ ăn. Những lúc nào mà Hủ bị bệnh á, Hủ cảm thấy đặc biệt mà không muốn ăn gì với bạn, thì Hủ sẽ ăn cháo trắng nè với lại khô, còn thôi là ăn với con cá lòng tong kho hủ tiêu nè, kho quẹt á. Ăn cái gừng xương với con. Mặn không? Hấp miếng cháo. Hấp miếng cháo vô. Mặn. Mình gái không? Không ăn thì cho tối nay ông muối ha, ổng đục răng luôn. Không ăn, không ăn hết chén à. Bây giờ Hổ bơi chén mới của Hổ với lại em. Không muốn cho vợ Hổ chén bây giờ không? Hổ đặt cái máy quay với bạn để vợ Hổ cùng ăn với Hổ ha. Đắng răng gì nó
Đúng rồi. Anh bị đau răng rồi sao? Bác sĩ nói khám. Nhổ răng luôn. Nhổ răng luôn á. Hồi bữa đang thấy. Kể từ mà lúc hủ lấy vợ hủ tới bây giờ các bạn, nay được mấy năm rồi, lần đầu tiên mà hủ với vợ hủ ăn cháo trắng với lại khô luôn á, lâu lắm rồi là hủ mới ăn được cháo trắng với khô cá lóc mới bạn. Mày học mẹ ơi, giọt đi đầu đi, đi đầu thì đã ăn được. Đó ba hủ á mấy bạn, ba hủ đi làm, hủ ở nhà hủ thì có năm anh em, thì cuộc sống hồi xưa mấy bạn cũng biết rồi đó, nó khó khăn như thế nào rồi đó. Thì ba mẹ hủ là cũng không có tài sản gì, mấy bạn cũng có được miếng đất này đó khai hoang, mấy bạn giờ đất thì cũng được miếng đất thì cũng mừng ruộng. Mà mấy bạn biết thì mừng ruộng thì tới vụ lúa mới có tiền, thì trong suốt mà thời gian mà mình không có vụ lúa thì ba mẹ chỉ mừng mướn thôi, mà mừng mướn là nuôi năm anh em đi ăn học á, mấy bạn biết vậy đó, cho nên là nhiều khi mình cuộc sống mình nữa không có được đầy đủ. Giờ gì quê làm cực khổ gì chứ, thảnh thơi không phải áp lực. Giờ cũng đang dịch bệnh quá trời các bạn, mình cũng đang thẳng không có đi làm gì được hết, nhưng mà sau cùng thì ở dưới quê vẫn đỡ hơn là ở thành phố các bạn. Mấy đứa em ngủ ở thành phố á, giờ mấy tháng trời cũng không có làm, không có tiền trọ rồi tiền ăn uống nữa bạn. Ngủ ở dưới quê thì là ngủ không có đi làm, ngủ không có tiền sữa cho con cái được, nhưng mà dù gì cái ăn uống là vẫn đỡ hơn ở Sài Gòn nữa bạn. Nói chung là khó khăn thì ở đâu cũng vậy, mỗi người mỗi cảnh đấy các bạn, mỗi người mỗi chỗ có một cái khó của nó hết. Cũng mong rằng trong thời gian này mình cố gắng giữ tinh thần lạc quan để mình vượt qua mấy bạn. Lớn thì cũng sống gia đình cũng không có giàu khó gì bạn, cũng nghèo khổ cũng trải qua rất là nhiều rồi, là cũng hiểu được không có cái nỗi khổ nào mà cũng chưa trải qua các bạn. Mà hữu luôn nghĩ rằng mình khổ nhưng mà có người sẽ khổ hơn mình các bạn, cho nên là mình cứ cố gắng giữ tinh thần lạc quan mình sống thôi nha. Mình nhìn lên thì mình không bằng ai, nhưng mà mình nhìn xuống thì mình thấy được rất là nhiều người các bạn. Mình luôn luôn sống được tình yêu thương của tất cả mọi người nè, mình sống đầy đủ tình cảm của cha mẹ nè, anh chị em nè, mình cảm thấy rất là hạnh phúc nữa nè. Còn bây giờ Hữu có con nè, có hai đứa con gái con trai nè, có vợ nè, Hữu cảm thấy là Hữu rất là mãn nguyện nữa nè, rất đầy đủ nè. Ngày hôm nay sinh nhật của Hữu, Hữu cũng nhận được rất là nhiều sự quan tâm và động viên của tất cả mọi người nữa nè. Sáng sớm dậy ra mọi người nhắn tin chúc Hữu rất là nhiều, Hữu rất là vui các bạn. 32 cái nổi chân hả Hữu? Vậy 32 cái nổi chân hả? 32 chứ nhiều. Nghĩ sao hả? 23 hả? Mà không lấy 23 anh tin. Trời ơi, sang năm là 33 rồi. Hết viên này nè, 33 rồi.
gái mình nói đó. Mình nói nãy giờ không biết không ăn được mấy chén luôn mấy bạn. Không đếm được số lượng chén luôn. Khô còn quá trời luôn. Mà cháo không hết trơn rồi. Rửa tay. Đây Hữu, Hữu quay gần cảnh cho mấy bạn xem nè. Có nồi cháo hả? Hết trơn à. Còn dựng chén nữa à, hết rồi mấy bạn. Mà khô còn còn quá trời khô nè. Hai vợ chồng lo ăn cháo không à. Đó. Hai vợ chồng hết trơn nồi cháo luôn. Còn đang ăn nữa. Mà hết cháo nhưng mà còn khô quá trời luôn mấy bạn. À, các bạn, nhớ tới các bạn nè, các bạn hồi lúc Hữu ở Sài Gòn các bạn, Hữu mua được cái bàn cờ tướng. Hữu thì Hữu thích đánh cờ tướng. Hữu vô tình nhìn thấy được cái chỗ ông anh mình ở bên Cà Mau này, Hữu mua tận Cà Mau chuyển lên các bạn. Bàn cờ này gắn liền với Hữu ở Sài Gòn. Hữu trở về quê bên vợ Hữu, xong rồi Hữu mới chuyển về đây nè. Thì hai vợ chồng mấy cái nhà xong rồi cũng chưa có mua được cái bàn nữa, nên là lấy thạp ở cái bàn cờ tướng này nè để làm cái bàn ăn nữa các bạn. Đó thì thời lượng clip cũng dài rồi các bạn, dù Hữu cũng chưa ăn xong nhưng mà thôi Hữu xin kết thúc clip tại đây ha. Thì Hữu với vợ Hữu tiếp tục ăn tiếp. Hữu xin chào mọi người và chúc mọi người có một đêm ngon giấc nha. Thì thông qua clip này Hữu cũng xin chúc tất cả mọi người thật nhiều sức khỏe, thật nhiều niềm vui và thành công trong cuộc sống ha. Hữu cũng hy vọng rằng tất cả mọi người cũng giữ tinh thần lạc quan nè, rồi luôn luôn là mình có tâm trạng tốt nhất để mà mình vượt qua cái thời điểm khó khăn này ha. Hữu xin chào và hẹn gặp lại các bạn nha. Thì nếu các bạn thấy clip Hữu hay thì hãy nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ nha các bạn.